Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là khung thời lượng của bản tin 141. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là phần nhật ký 141 với những tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân vừa tiến hành đưa ra xét xử điểm đối tượng mua bán pháo nổ trên địa bàn. Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 12 năm 2023, đối tượng Triệu Văn Hưng, sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã lên mạng xã hội đặt mua 4 dàn pháo hoa nổ, loại 49 ống pháo với giá 1,3 triệu đồng một dàn để bán lại kiếm lời. Ngày 6 tháng 12 năm 2023, Hưng đi xe máy đến thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhận hàng rồi mang pháo về cất tại phòng trọ. Đến thời điểm giao hàng, đối tượng Triệu Văn Hưng mang 4 dàn pháo hoa nổ đến điểm chờ xe buýt gần cổng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để giao cho khách đặt thì bị các trinh sát đội cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang. Căn cứ vào hành vi của bị cáo, Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tuyên phạt Triệu Văn Hưng 12 tháng tù giam. Qua vụ việc này, Công an quận Bắc Từ Liêm đề nghị các đơn vị trường học và gia đình học sinh, sinh viên kịp thời tuyên truyền, giáo dục con em về sự nguy hiểm của các hành vi sản xuất, mua bán trái phép pháo, gây hậu quả cháy nổ dẫn đến thương vong và hình phạt khi bị xử lý hình sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của các em. Công an xã Minh Quang, huyện Ba Vì vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi đột nhập các đền, chùa, cậy phá hòm công đức lấy tiền. Đáng chú ý, các đối tượng này còn trộm cắp nhiều xe máy ở các tỉnh khác. Ngày 8 tháng 1 năm 2024, nhận đơn trình báo của nhân viên làm việc tại một di tích đền chùa trên địa bàn xã Minh Quang về việc có kẻ gian cậy phá 9 hòm công đức, lấy đi số tiền khoảng 8 triệu đồng. Công an xã Minh Quang, huyện Ba Vì đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thủ phạm. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì đã xác định ổ nhóm đối tượng gây ra các vụ cậy phá hòm công đức, trộm cắp tiền, gồm Nguyễn Mạnh Quỳnh, sinh năm 2008, trú tại thôn Đầm Sản, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Kim Tuyến, sinh năm 2007 và Nguyễn Duy Quân, sinh năm 2009, cùng trú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Đây đều là các đối tượng đã bỏ học, nghiện game. Hàng ngày, nhóm này sống lang thang và di chuyển nhiều địa bàn ở nội thành Hà Nội hoặc đi các tỉnh ngoài như Yên Bái, Hà Giang. Ngày 13 tháng 1 năm 2024, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Điều tra mở rộng, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Ba Vì xác định từ cuối tháng 10 năm 2023 đến ngày 8 tháng 1 năm 2024, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cậy phá hòm công đức tại một số đền chùa, lấy trộm tổng số tiền khoảng 15 triệu 200 nghìn đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản xe máy trên địa bàn xã Minh Quang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, lấy trộm tổng cộng 5 chiếc xe máy. Nhằm đảm bảo trật tự văn minh đô thị trước dịp Tết Nguyên đán 2024, Ban chỉ đạo 197 phường Ngọc Khánh đã thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Khu vực xung quanh Vườn Thú Hà Nội và Đền Voi Phục, để đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường cho du khách thập phương về đây tham quan, chiêm bái, Ban chỉ đạo 197 mà nòng cốt là lực lượng công an phường Ngọc Khánh đã quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm, kết hợp tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân, tránh tái lấn chiếm. Khi thấy cán bộ chiến sĩ công an nhắc nhở thì chúng tôi xin nhận khuyết điểm và sẽ là xử lý và không tái lấn chiếm vi phạm đây nữa. Nhiệm vụ chính hiện nay là chúng tôi phải đảm bảo cho cái đường thông hề thoáng để phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi trong cái dịp trước, trong và sau Tết. Và trong cái công tác của 197 thì là phải phục vụ nhân dân tham gia các cái lễ hội, và đặc biệt là phường Ngọc Khánh thì có là một cái điểm tứ chấn, đó là đền Voi Phục. Đấy. Thì hiện nay là chúng tôi đang phải tập trung vì đảm bảo cái vệ sinh môi trường, cảnh quan và cái thuận lợi cho nhân dân đến lễ hội trong cái dịp đón xuân. Là khu vực giáp ranh giữa quận Ba Đình và Cầu Giấy, tình hình an ninh trật tự thường xuyên diễn ra phức tạp, nhất là vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, tụ điểm trông giữ xe sai quy định, trông xe trái phép. Do đó, để duy trì chống tái lấn chiếm, Ủy ban Nhân dân phường đã thường xuyên bố trí các tổ tuần tra hàng ngày tại khu vực. Với quyết tâm xóa bỏ các điểm chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán hẻ phố,
chỉnh trang mỹ quan đô thị. Có tồn tại một số điểm mất vệ sinh, một số điểm là như chúng ta đang thấy là có những cái điểm là quảng cáo giao vặt, bộ phận có lực lượng chuyên môn thường xuyên đi tuần tra với những số điện thoại giao vặt là bao giờ cũng chụp ảnh lưu lại và báo cáo phòng văn hóa để có biện pháp phối hợp với cả cơ quan viễn thông. Thứ hai là cũng đã giao cho các đoàn thể chịu trách nhiệm ở các tuyến phố. Ủy ban phường cũng cùng với ban chỉ huy công an phường thường xuyên là duy trì lực lượng để tổ chức chốt trực vào các cái dịp nghỉ lễ lớn của đất nước, đặc biệt là sắp tới vào cái dịp nghỉ lễ đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, kể cả về an toàn phòng cháy cháy tại các khu vực này. Thời gian từ nay cho đến Tết Nguyên đán, Ban chỉ đạo 197 phường Ngọc Khánh sẽ thường xuyên tổ chức những đợt ra quân, tập trung thực hiện đợt cao điểm với quyết tâm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đã được giao. Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, lực lượng chức năng đã tổ chức triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số khó khăn, bất cập trong lĩnh vực này. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định trong luật để phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình mới. Đây là hình ảnh ghi lại vụ hỗn chiến của 80 thanh thiếu niên diễn ra tại đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. 80 đối tượng mang theo tuyếp sắt gắn dao phóng lợn để đi thanh toán nhóm khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội. Và để xử đối thủ, hai bên rủ rê lôi kéo thêm nhiều bạn bè trên mạng xã hội. Chủ yếu là để oai, dọa sợ đấy chứ cũng không dám đánh. Kiểu để oai với những người bên đường thôi. Nghĩ bọn cháu hẹn nhau đi đánh nhau, xong rồi xuống dưới quần lại, rồi cầm dao phóng đi đánh nhau. Lý do đánh nhau là gì? Cháu không biết, cháu thấy trong nhóm bảo đi thì cháu đi theo. Các đối tượng còn trong độ tuổi vị thành niên tụ tập dùng hung khí đe dọa người đi đường, hẹn nhau xử lý mâu thuẫn trên mạng xã hội là vấn đề khiến dư luận không khỏi lo lắng trong thời gian gần đây. Thống kê hàng năm, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hàng trăm đối tượng thực hiện hành vi đi xe máy thành đoàn, mang theo hung khí, vũ khí đuổi đánh nhau trên đường, gây rối trật tự công cộng. Đáng báo động, trong các vụ việc này, rất nhiều đối tượng không thể xử lý vì chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự. Độ tuổi của các đối tượng trong thực hiện này có nhiều cháu là chưa đủ 16 tuổi, cho nên là các cháu chưa phải chịu trách nhiệm đối với tội phạm ít nghiêm trọng. Ví dụ như đối với tội danh gây rối thì cũng qua đây thì cũng kiến nghị cơ quan chức năng có những cái hình phạt nghiêm khắc đối với các hành vi này để mang tính chất răn đe, và những cái bản án như vậy cần phải được phổ biến tuyên truyền rộng rãi để cho sâu rộng quần chúng nhân dân, cho các cháu, cho bố mẹ cháu nhận thức rằng đấy là hành vi của con em mình là vi phạm, và nếu như có những hành vi như vậy là sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và thậm chí là đi tù. Không còn là mâu thuẫn nhỏ giữa cá nhân, nhiều vụ đánh nhau đã trở thành hỗn chiến giữa các băng nhóm. Đối tượng tham gia thường không có mối quan hệ với nhau, chỉ hưởng ứng phong trào kêu gọi giúp đỡ đánh nhau trên mạng xã hội. Còn hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn thường được các đối tượng đem theo sử dụng. Liên quan đến hành vi sử dụng dao, kiếm, rồi là búa rìu để thanh toán, đâm chém và gây rối trật tự công cộng, nhất là các nhóm thanh niên đông người hay thường xuyên sử dụng các loại dao như thế để đánh nhau, thì gây ra những cái lo ngại cho tình hình an ninh trật tự của người dân, cũng như là gây ra những cái hậu quả liên quan đến tính mạng, sức khỏe là rất lớn. Để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng vũ khí thô sơ trong các vụ phạm tội, rất cần thiết sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân. Có như vậy, công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tội phạm mới đạt hiệu quả. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị muốn xem lại những chương trình đã phát sóng, quý vị có thể truy cập vào website hanoionline.vn, các nền tảng số như YouTube, Facebook của Đài Hà Nội. Và sẽ thuận tiện nhất nếu quý vị cài đặt ứng dụng Hà Nội On để có thể đồng hành cùng với chúng tôi mọi lúc mọi nơi, cập nhật những tin tức đáng chú ý về an ninh trật tự. Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.